rồi rồi cả nhà xem cái cái chân con này có tập lực nha có tập ta lực cuồng cuồng luôn nè thương chưa và năm đo ngoài cái ngọn này là 26 lùng lực là cân rồi thôi cái cục thì này lên thử thì cô chú nào mình biết ghép mà biết nuôi thì mình giao lưu ha cưng quá cưng nha cái hồi này khá vôi lắm nha cả nhà đặc biệt nó già cây phú tăng anh giống phú tăng giống phú tăng rồi. dạ. phú tăng này chơi bông nó hay lắm nó nở nó nở đều lắm Rồi, mình đo thông số thì. cây này đó. Rồi, à, đây cả nhà mình thấy hai cây để sát bên là nó quá phê luôn ha. về chưa? Rồi qua tới cây mã số à, à, 6 đi, 6. chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha thì trước tiên thì em xin cảm ơn cả nhà mình đã xem kênh em ha thì um, hy vọng cả nhà mình xem hết cái cái clip ủng hộ bên kênh em nha cả nhà thì hôm nay em đang có mặt tại nhà vườn của thiện tại xã vĩnh thành huyện trợ lách tỉnh bến tre để quay cho cả nhà cùng giao lưu với nhà vườn mình một uh, vài một vài mã số ha. thì bên nhà vườn mình thông thường thì qua mã một quay mã số nha mã số thì bên nhà vườn của thiện thì cô chú anh chị mình cũng uh, hay xem trên kênh em cũng biết uh, những cái cây đa phần là những cây hàng đẹp nè hàng thì phải nói là <laughs> hàng nét hàng sạch nhưng khi nó không quá là vip nha nhưng mà cây rất là sạch cây à, và cây mạnh cây thì cô chú anh chị mình mua về chăm cũng khỏe ha và cái giá cả thì cũng hợp lý thôi hy vọng cả nhà mình ủng hộ bên nhà vườn mình <laughs> như những clip uh, uh, trước ha rồi chúng ta tiến vào gặp gặp nhà vườn nha rồi chào thiện nha chào, em chào anh ăn chào cô chú anh chị quay lại vườn em Hôm nay em cũng chọn ra được một số cây sạch sạch đẹp đẹp cho bà con mình ha chạy dạ, đầu lai em uh, giao lưu cây mã số 1 cộng ấy, ha cây tứ quý uh, ghép siêu bông mình lại dán bay anh ơi dạ. đang có mặt bông nó nở luôn nè quá tài cái chùm bông này. nó có rụng hết mấy mấy bông dạ nó rụng hết hai bông rồi đó thì thường ghê vậy cả nhà quá tài bự ha. tứ quý mà ghép lên uh, đi siêu bông mình lại thì khỏi khỏi phải nói ra quá dạ. ok ha thì cây này em nuôi rễ mạnh rồi em mới ghép nè à. tượng này nhà xem dạ rễ nó già rồi em mới ghép à. cho nên nó, nó phát triển rất là, là sung rồi em đo thông số đi dạ cái hoành ngay vị trí cổ đế là 40 anh đây hoành 40 dạ cây này cái đế nở cao lên ngay chỗ cái cái cái, cái, đầm bông này là 33 đầm bông là 33 ba dài 75 thì cây đang nằm trong cái chậu lọt lòng 50 ha chậu lọt lòng 50 dạ, mươi mã số một cộng này em giao lưu bảy triệu gửi em bao xếp ha ờ à, bảy triệu gửi cây này lớn xác nha cả nhà cây bự con ạ à. Ừ. cây tứ quý đó thì à, cả nhà mình mua cái hàng này về mình chơi tết và đặc biệt mình để dành lấy bo rất ok luôn nó đạt nó chuẩn thì có mặt bông sẵn vậy thì em thấy không đấy. có lý do gì mà mình đang ví dụ đang tìm kiếm cái siêu bông mình lại không có lý do gì mình không đem về mình chơi ha lấy bò nè rồi uh, bắt đầu nuôi chơi tết và cái bể đế nó đẹp nha cái này á, uh, bên nhà vườn mình còn hơi lắp chứ cái này còn khai thác nó còn gấu dưới nữa là một nồi đế vậy nè cả nhà to oh, lắm nha em bợ bợ cái cái nồi cho bà con coi dạ. lớn lắm bạn dạ. chịu gửi cây uh, đầu <laughs> đầu lết thì quá ok đó rồi lên cây kế tiếp cái tới là cây mã số 2 trời ơi nó lên vong cũng rực rỡ quá trời nè mình dạ. lại luôn á thiện dạ mình lại anh ghép gốc tới quý quá chất à. chưa nó lên cây bông nè cả nhà ơi xuất sắc nha quá đã luôn hồi ừ, mình lấy cái bo này của cây tứ quý mà ghép là chắc lượng chất lượng ha an toàn rồi em đo thông số đi cây này lớn hoành ạ. À. em đo vị trí ngay cũ đế là 45 mươi hoành ngay cổ đế 45 mươi xích lên cao lên cao lên là còn 41 anh này cao 41 chiều cao là 90 cao 90 cây này thì đang nằm trong cái chậu lọt lòng 60 anh ừ. cây này cái đế cũng đẹp bốn mươi mấy hoành cây này lớn đế mạnh cây ha dạ. thì cây mã số 2 cộng này em giao giá 11 triệu ha giá bao 11 triệu cho cây mã số 2 cộng dạ kỳ dễ thương nha bồng nợ quá khứ rồi cô chú chị mình có mặt bông sẵn anh đem về test là ok luôn ha lấy bò thì hết sảy luôn dạ. rồi lên cây kế tiếp cây à, kế tiếp là mã số 3 nè dạ số 3 là một cây này siêu bông sài gòn á dạ siêu bông sài gòn tứ quý ghép siêu bông sài gòn trời, trời ơi ghép cũng già đây là cả nhà xem nè tứ quý ghép siêu bông sài gòn thì cái mặt bông nè mấy xe nè thằng tám sen nè trời ơi nó cả nhà xem dữ dằn à cái này thì chung lô nha cả nhà không phải cây này bước ra cái nào cũng nói thiệt nhưng mà chung cái lô nguyên vườn của thiện thì có còn vài chục cây siêu bông Sài Gòn như này nè và nó lên bông như thế này thì cả nhà mình đem về chơi bông thì phải nói là hết sảy ra dòng siêu bông Sài Gòn thì bông nó, đã. nó to cũng khủng bố mà à, 8 cm nữa cả nhà 8 cm luôn rồi em đo không số nữa đây em đo ở sát cụ đế là 41 cụ đế 41 đo tuốt tên cụ đế là 35 cụ đế là 35 chiều cao là 1 mét cao 1 mét và tán ngang là 65 tán ngang 65 thì nằm trong cái chậu lọt lòng 50 nè và mã số 3 cộng này em vô luôn 8 triệu rưỡi nha triệu em bảo chép cái cây này cây này nhìn cây nó nó, nó cũng quái cây nha cả nhà giót ngọn nhỏ xíu à cây trực pin mà giót ngọn rất là nhỏ nha còn tí tẹo ha nhìn cũng quái cây ạ à. năng cây cây này năng nhiều cây cây này nhiêu tiền thì 8 triệu rưỡi à 8 triệu rưỡi mã dạ, số 3 cộng em dạ, bao ship mã số 3 cộng bao phí ship cho ta luôn ha quá đẹp nói chung đó, tại vì cái lô này nè hồi đó nhà vườn mình mua giá phôi còn đỡ đỡ chứ giờ cả nhà mình cầm cái phôi tứ quý bây giờ mua chắc dữ lắm cả nhà có em mua đúng lắm rung trước do em mua tước em mua sớm nên nó giá nó còn còn dao động còn nhẹ chứ giờ ừ. tứ quý nó hiếm giá căng đúng rồi dạ rồi lên cái tiếp cái tiếp quá khứ cái này nè Cây mã số 4 hả? 4 cộng hả? Dạ 4 cộng Quá đẹp vậy Siêu phẩm Siêu phẩm Xuất sắc ha Bây giờ kiếm được những cây mà uh, Tàn túa như thế này Kiếm cũng hơi căng ha Hiếm Hiếm Quá tài cái đấy Rồi Cây này cây ghép gì thầy? Dạ em ghép uh, Phú Tăng anh dạ, giống Phú Tăng Ghép Phú Tăng rồi. Dạ Phú Tăng này chơi bông Nó hay lắm Nó nở Nó nở đều lắm Rồi em đo thông số thì Cây này lớn à Trời Phú Tân mình nuôi cái lá chè phè luôn Hết sức 40 hoành anh Hoành 40 luôn ha Dạ à. Lớn cây mà Tổng nồi đế là 115 Tổng nồi 115 Thì cây nó đang nằm trong cái chậu lọt lòng 70 Lọt lòng 70 Có chiều cao là 140 Cao 140 Và dạ, tán rộng ngang là 85 Tán rộng 85 Dạ cây uh, mã số 4 cộng này em giao lưu giá 15 triệu bao ship ha. 15 triệu. Này em uh, bao ship 200 km anh nè à? Quá trời luôn bự cái cái, cái 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 nồi này. Cái... Bự à. à. Cây này xuất sắc à. Cây này thì em có một cặp luôn thì tiếp mã số cái tiếp cô chú mình coi được rồi, ủng hộ một cặp thì rẻ hơn ha. À, cặp hơn. Giống y ừ. nhau vậy đó. Rồi mà xem một vòng đi. Quá sức cây này. Cây này cái, cái đế nó nó sạch nó đẹp nè anh tủa ra đều cái đấy như cây cây đa nó sổ rồi chân cầm từ lên với tên dưới là ok ha đều bon luôn rồi ok mình lên cây mới luôn cho lên đủ cặp cái tế là cũng là một siêu cặp phẩm nữa nè cô chú anh chị mình lấy một cặp này là hết sức đã luôn em đứng xa cho các nhà nha đây một cây nè rồi đây một cây nè hai cây này là phú tân hết nha còn dạ. không, còn không những cây này thì uh, thằng uh, siêu bông sài gòn hả dạ, dạ. cây phú tân cây siêu bông cũng được <laughs> dạ, hãy ngồi em lên luôn cho cô chú mình xem được cái nào ủng hộ em rồi qua đã lấy hết lô về để sân chân bông cho đã cả nhà quá trời mấy cái này tết bông dữ à, nhầm đâu hoành cây này đi quá trời cái cây phú tân mà nó mướt rượt luôn cả nhà cây này thì em đo ngay cổ đế là 36 mươi cổ đế ba sáu tổng cái bệ đế là 118 trăm mười tám bệ đế là một trăm mười tám nằm trong cái chậu lọt lòng 65 ha có chiều cao là 140 cao 140 Cũng, cao ngang cây vừa rồi ngang là 95 ngang 95 dạ thì uh, cây uh, mã số 5 uh, cộng này em giao lưu là 15 triệu luôn 15 triệu luôn. bao xếp 200 km đây cô chú vậy mình xem nó đẹp từ thân tới cạnh và cây rất là mạnh rất là sung mãn nha cả nhà cô chú vậy mình về nuôi nó khỏe lắm dòng phú tân đó. Cũng tầng tân thì nó mạnh nè à. và cái bông của nó cái phơm bông nó rất là chuẩn nha bông tròn bông rất là chuẩn mấy cây này đó em lựa cái cái chi cạnh nó đều ghê lắm chi cạnh đều dạ không tống cho nào hết bít luôn à, cái hàng này cả nhà mình biết cái hàng mà nhà, nhà dán lông này nè mà cái cái phôi này mà thời cái địa thời điểm mà mấy năm trước cái giá nó cao lắm đó nha dạ. giá cao lắm cái cốt nuôi bự chản như thời điểm đó thì mua thì giá cao tại em cũng có lấy mấy cây em biết tại là... vì cái này là em ghép đã một một năm rưỡi rồi năm gửi dạ rồi nếu như cô chú anh chị mình lấy một cặp thì sẽ có giá uh, ưu đãi nhất cho ông ta nha dạ lấy một cặp thì em bớt nhà cho cô chú mình chơi thấy xa cho cả nhà mình xem một cặp luôn. đó vô một cặp thì thường ha dạ, rồi dạ. kế tiếp rồi à, đây cả nhà mình thấy hai cây để sát bên là nó quá phê luôn ha về chưa rồi qua tới cây mã số uh, uh, 6 đi 6 t mấy cái này là nó vô form vô cặp hết rồi vô cặp ha 6 t này thì ghép uh, Siêu sài, sài gòn hả? dạ dạ Siêu sài gòn đã chưa cả nhà ơi quá tài của... đã hàng này nè cô chú anh chị mình đang có cái dự vụ mình đang có cái hướng cho thuê rồi thì mình bắt mấy cây này về thì uh, chỗ thiện sẽ để cái giá hợp lý nhất cho chúng ta bắt về mình hàng cho thuê cũng ngon hàng này cô chú anh chị cho thuê thì cũng không bao lâu là, là mình lấy vốn rồi lên thông số đi thiệt đẹp chưa Chút sắc à. ngay cụ đế là 36 mươi sáu à cụ đế 36 tổng bề đế 100 110 tổng bề 110 cao 135 cao 135 tán ngang là 1 mét 95 95 95 dạ cây này nằm trong cái chậu lọt lòng 70 lọt lòng 70 dạ thì mấy cái cây này là là như phân này là máy ủ lên đó. chứ không phải là cây cây thần chứ không phải cây máy đánh nha à tại em, em, em phủ lên nuôi cho khỏe cây á chứ bao phần chậu trong phần trăm cho cô chú mà cây mã số 6 này giá nhiêu thì ơi dạ thì cũng 15 triệu bao ship 200 km à. 15 triệu luôn dạ. chân dạ. thành đẹp nha cô chú nào mình lấy được <laughs> một hai cây hai cây một cặp thì em bớt cho bớt ha. nhiều dạ rồi cây mã số 6 t giá 15 triệu quá tài cái đế nó sổ thường nha rồi. rồi kế tiếp là cây mã số 7 t cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn vô à. cặp nữa rồi cả nhà dạ <laughs> mấy hàng này nó nuôi nó lâu năm mà nó đều đá lắm nhà để hai cặp này chân tết là phải nói là hù được rỡ luôn cả nhà mấy cái này nó vậy mà tết anh nghĩ là nó ra chắc ừ, dữ dằn lắm. Đây này bấm tụi em tay nhà dưỡng đây bấm hơi sát tới tết cả nhà mình thấy nó ra mỗi bên khoảng nửa mét nữa là ra <laughs> bây giờ bờ... giờ em canh tàn nó ngang ngang hết rồi nữa cái mình về chỉ cần phải cái nó, nó đặt lên cái là Ừ ok à ở cây này 36 bằng luôn anh 36 bành. 116 cái nồi đá 116, Đấy, 116. Đấy. này lọc lòng là 65 cái chậu lọc lòng 65 lọc lòng 65 cao 140 cao 140 ngang là 90 1090 Dạ thì cũng uh, giao lưu uh, 15 triệu uh, mã số 7 cộng này ha. À, cây mã số 7 cộng này giá 15 triệu. Cái uh, đế nó sổ uh, nét quá. Sổ đây, cả nhà mình lấy một cặp đi là coi như là cặp này nó thấy thương lắm cả nhà. trứng luôn. Lâu lâu mới có nha, lâu lâu mới có nha. Nhìn lên xuống à. cả nhà thôi <laughs> chứ lâu mới có được cặp già như thế này. Trên thị trường không có nhiều. đây em xây một cặp ra cho cho anh uh, lia cái máy cho. Đó, 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 đó. xuất Sắc sắc cây này do tinh mâm nó cao hơn chút chứ nó đều nhau luôn á quá đã ha một cặp quá đẹp quá đẹp rồi thí dụ cặp này cả nhà mình lấy cái cặp thì bên nhà vườn sẽ bớt cho chúng ta chút đỉnh về chúng ta chơi tết ha dạ rồi dạ, lên cây kế tiếp kế tới là cây cái... máy cây mã số 7 ha 8 cộng ha. À, mã số 8 cộng dạ tư quý ghép uh, siêu bông sài gòn dạ, tư quý ghép siêu bông sài gòn cây này mấy cây này thì cái lô này già mồi lắm mà được tứ quý thì bông khỏi phải nói nha đo ngày vị trí uh, cổ đế này 35 hoành. Ừ. Vị trí đó Ở uh, dưới đoạn uh, dưới đấy là 70. Đây 70. Thì có chiều cao là 120. Cao 120, tán ngang là 70. Ngang 70. Dạ cây 8 cộng uh, em vô lưu 11 triệu bao ship. Tôi Quý ừ. ghép uh, siêu bông Sài Gòn. Dạ, dạ cây ghê ha, cái lô quý này cái dạ. Lô này bao già, dài dạ lắm nhà xem cái cái cạnh nào. nó, nó nụ nụ ra luôn lâu này em mua xóm nên giá nó còn dao động còn dễ chơi chứ ừ. lúc này về tôi quý giá căng rồi ok rồi kế tới cây mã số 9 cộng không dạ 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 cũng là tứ quý ghép siêu bông sài gòn tứ quý ghép siêu bông bài tổng thể cho anh chị xem ha cốt nó đều có giót ngọn anh à. cây này đế với nó nở nè do em ủ phân lại em nuôi cho nó khỏe cây chứ tết là cô chú anh chị mình làm sạch cái phần đế nó mình chơi ha nở nè nở cổ chân ghế đâu ha đo kích thước cây này ngay cổ đế là 39 mươi cổ đế ba nó nở ra nên cái quần nó to ừ. cái cũ là 47 mươi bảy bốn cái cái độ thoát thân từ từ gốc lên này là 40 ha. Thoát 40. Cao 120. Ừ. Giờ tán đường kính ngang rộng là 67. Đường kính. Đây 67. này thì em giao lưu giá 10 triệu không bao xếp ha. Giọt ngọt. Trời vậy cái siêu bông Sài Gòn. Đây. cạnh của bư trắng nha cả nhà. Dạ. Cái lô này thì nó già. Vì tư quý cái siêu bông Sài Gòn thì hết sảy ha cận tết kìa tết cả nhà mình thấy mới thấy đã lên bông cái mề lắm này nó nằm chậu 60 mươi anh ừ. rồi cái tới là cây mã số 10 cộng nè một cái cây mai phải nói là cái cũ đế thì quá tí phê rồi đó nhìn okay. giống cái cây nhãn cái đế cổ thụ ừ, đế cổ thụ cây mai vườn nha cả nhà mai vườn dừa luôn anh đây mai vườn dừa thì nó còn rễ và... dừa nó nó còn rễ dừa dính trong đây luôn ghép siêu bông bình lợi nha cả nhà thì cây này già rễ có rễ chứ rồi em mới cắt ghép nó nói cho cô chú mình biết chứ nhiều khi cây có rễ già rồi em mới ghép nha cái nồi đế cũng quảng em đo đế không, ngày cũ đế đây 43 mươi ba hoàng tí đó bốn mươi eo cũ cái cái phần phần đế là 105 đến 105. Em đo cái đoạn giữa cái cũ à, ngay chỗ cái, cái cổ mà rễ nó nó dắt ra. Này không? là đặt khến luôn đó nha cả nhà. Đó là cái phần đó là đặt sạch. Phần luôn. này là 63 hoành nè, 63. Đó, em đo đặt luôn. Mình thấy đóng thằng mà nó nó lên nó tốt. Mà. Ừ. rồi đo chiều cao thì Chiều cao là 1 m một Cao 1 m một Dạ. Nó nằm trong cái chậu lọt lòng là 55. 55. <laughs> rồi cái này giá nhiêu nè dạ 14 triệu bao xếp mười à? 14 triệu này quá đầy mạnh luôn mạnh rồi, cái cái nhà này. mình xem cây mai vườn cái ghép đáng 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 nó, nghe nó cho. đã nghe okay. cái gãy này nó có cái sẹo uh, lâu năm mà mình rồi quay rõ lên à, cho đây đây cả nhà dạ. nói chung những cây mai vườn nó hay có những cái sẹo lũa đồ chút đỉnh thôi cả nhà mấy hàng này nó mạnh lắm cả nhà xem cái cái nước kéo của nó nè và lũa thép nó hết cái da nó đã quá giờ ừ. nó làm như nó muốn sù sù đó ha rồi ok rồi kế tới là cây uh, mã số 11 t đó 11 cộng dạ đúng không dạ dạ à, cái okay, tứ quý ngồi để hết biết không để cưng ha để ghép gì thêm mình lại luôn à mình lại luôn anh mình lại quá mình lại. cây này lồng lực nè cây này mạnh khỏe sẵn mới ghép như thế này, nha cả nhà 37 hoàn thân 37 hoàn thân nói chung rễ nó già nó mạnh nè mấy ghé cho nên nó phát triển khiếp lắm rồi đế là 115 trăm đế trăm lăm cao 70 cao 70 thì uh, nằm trong cái chậu lọt lòng năm mươi thì uh, chậu uh, chữ tàu luôn cả nha cái này uh, giao chậu luôn hả dạ giao luôn chậu anh à. dường em là em bán đi nguyên chậu cho anh em hết cho nó ổn ha dạ cho nó khỏe cây thì sau này anh em có hai chậu mới rồi thôi rồi, cái này em giao lưu giá nhiêu thì dạ cái này em giao lưu 15 triệu anh 15 triệu cho cây tứ quý hai cái sư bông mình lại cái đế sao? nó xè bít luôn cái, cái chậu 50 này. nó vừa lọt luôn rồi đế đã chưa đã đó. rồi ok mình lên cây kế tiếp lên cây mã số 12 cộng 12 phải không dạ dạ 12 cộng thì cái... uh, cây này là ghép Sài Gòn đó anh này quý, siêu bông, siêu Sài, bông Gòn. Sài Gòn đo cái phần ngay cổ đế đi 40 hoành 40 chích cao lên tên tí nữa còn 37 ừ. Để này nở chiều cao là 130 cao 130 và tán ngang là 60 và 60 dạ 12 cộng nè em vô luôn 10 triệu bao xếp ha giá 10 triệu cho cái mã số 12 cộng dạ. cả nhà xem cây cực kỳ mạnh nha và cũng giải đáp thắc mắc với cả nhà mình luôn nha cái dòng siêu bông mình lợi đúng chuẩn của nó thì cái lá nó không có lớn nha cả nhà nhiều khi cả nhà lộng siêu, à, siêu bông sài gòn siêu bông sài gòn đúng chuẩn đó thì cái lá nó không có lớn nhiều khi cả nhà mình uh, không rồi em có bán cái cây mấy anh em nói sao siêu bông sài gòn gì mà cái lá nó nhỏ quá chứ lá bự không phải nói nha cả nhà chuẩn chuẩn sài gòn là lá nó à, dài dài nó, lá nó dài dài nó à, hơi gọn gọn, gọn, nhưng gọn, mà gọn cái, bông, cái, bông cái bông bự nó quảng nha đó, cho để cho bà con mình dễ nhận ra để nhiều khi mình uh, không có đành cái mua nhiều khi nó bị làm à. rồi ok rồi, kế tới là cây mã số 13 cộng Dạ, cũng là tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn nha thế Em đo cái hoành luôn Hoành ngay cổ đế này là 40 Cổ đế 40 Trên đành trúc nó năng này, 38 nè, này. trúc cao 38 đó là năng 38. cây dạ. Cao 120 Cao 120 Và ngang là 70 Yeah. thì cũng nằm chậu lọt lòng 60 mươi <laughs> rồi cái này mình giao lưu giá nhiêu nè thì dạ cũng 10 triệu bao xếp à 10 triệu bao phí xếp cho ta luôn nha dạ cái này cái đế nó nó chảy bị lắp lại đó để đều nói về tư quý mà ghép vô siêu bông Sài Gòn thì tết mình chơi bông khổ phải chê ha dữ dằn như nãy giờ cả nhà mình thấy cái cái bông của nó 789 cm không đa phần thì nó 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 giữ được cái phong độ như này cả nhà rồi cây mã số 13 giá 10 triệu ha dạ. rồi rồi tiếp kế tới là cây mã số 14 nè dạ. 14 cộng cũng tứ quý ghép uh, Sài Gòn luôn nha cả dạ. nhà cũng nằm chậu 60 luôn chậu 60 luôn ngày này em đo hoành ngay cổ đế là 35 hoành 35 hoành tổng đế là 63 Nhiều, cao là 115 cao 115 đường kính ngang của tàn là 70 Đây, cây này em giao lưu cũng 10 triệu luôn à 10 triệu cho cây mã số 14 cộng nữa nha dạ. thì cái lô này bên nhà vườn mình còn nhiều do ví dụ như cô chú anh chị mình có cái nhu cầu mà mình lấy cái số lượng ha mình về mình nuôi hoặc là mình nuôi mình chơi tết hoặc là dù có nhu cầu kinh doanh mình bán hoặc cho thuê thì bên nhà vườn mình sẽ có giá ưu đãi cho chúng ta nha nhà vườn còn mấy chục cây lắm thì dạ dạ còn nhiều anh ừ, còn đó mấy đó chục cây đó. Cô chú anh chị có nhu cầu số nhiều thì cứ liên hệ nhau Có nhu cầu thì liên hệ em có giá tốt Chắc chắn sẽ có giá tốt Rồi dạ. Rồi tiếp Cái tới uh, cây uh, mã số uh, 15 phải không thầy Dạ 15 cộng anh à. 15 cộng Một cái cây uh, hình thú nha uh, Nhìn đã lắm cả nhà Ở góc mai vườn nha Có mai đuôi vườn có chân vườn. có cẳng đâu ha Cô chú anh chị mình lấy một con về giữ vườn chơi Dạ ghê à, Chân ạ à. Có chân luôn nè ừ. Chân bỏ chân trước chân sau Chân ừ, chân sau Đã em đo hoành ha rồi rồi cả nhà xem cái cái chân con này có tập lực nha có tập ta lực cuồng cuộn luôn nè thương chưa và năm đo ngoài cái Đó. ngọn này là 26 mươi sáu hoành hai giữa cái 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 mình này cái cái bụng bự không ờ cơ, cái, cái bụng mới nở bụng mới tới 28 mươi tám bụng hai mươi tám dạ thì nằm dài nè nằm dài 44 thì nằm vừa lọt cái chậu 45 à lọt chậu 45 cao uh, cao lên tới cái đỉnh này là 60 nè đỉnh 60 hiện à, thì này em ghép siêu bông mình lại ghép siêu bông mình lại ở trên đây nó còn số thật gần thì em để cho nó cho nó kéo mạnh gãy á đây cả nhà xem chân nó nó chờm nè à. à, mình thấy thương lắm và có cái đuôi nữa à, cả nhà xem cái đuôi mà nó đưa cái mông lên nó chứ không phải cái đuôi thường nha cái à, ghét hả? lắm lạ ha lạ rồi cái cây này mình giao lưu nhiêu đây thiện ơi dạ ba triệu chín em bao xếp à cái cây mã số 15 giá dạ. 3 triệu chín giá dễ chơi bao phí ship cho chúng ta cần chưa cái này đã ha này... cho bọn trai hết bài trước khi đi thì bên nhà vườn sẽ vô dây chúng ta nha vô dây chỉnh rồi cứ càng rồi lại rồi mới mấy... uh, cố định rồi lại cái... gửi cho chúng ta dạ. được gần thì về cho cô chú anh chị có để uh, cho nó cứng nữa cũng được còn không thì tẻ bớt ha rồi cây cái tiếp cái tới là cây mã số 16 sáu dạ thì cây này 16, cũng uh, mã số cuối lớp luôn cô chú anh chị ơi có cái phôi tứ quý nó còn xài thấy lùng lật là cái cưng thôi lên thử cái cô chú nào mình biết ghép mà biết nuôi thì mình giao luôn ha cưng quá cưng ha cái hồi này khá phôi lắm nha cả nhà đặc biệt nó già cây nó già thấy mà nó, nó nhỏ vậy hả chứ nó già gặt khến nè. À. nói chung nó cũng dạng bonsai nó nhỏ thôi nha cô chú cao 30 anh này. cao 30 thì em đo ngay chỗ cái thân này đi 22 hoành à tổng cái bệ đế nè tổng bệ bệ đế bự chín mươi bảy chín bảy thì em đo cái đường kính bầu đi cho dễ mình dễ tính ha đường kính bầu là ngang là bốn mươi anh bốn mươi đẹp ha đây này cái đế hay cưng quá đây này cả nhà mình về hàng chơi hàng để bàn hết sảy cả nhà sắp cái gì sắp cái cọng rễ này cho ngay xuống đây nè về vô đúng cái chậu 40 cho em là là, là phê. Ừ. rút thì tên cái thẹo này em làm hết rồi các keo nè cái, cái thẹo này nó có nó có sâu bọng mà tước ăn á ừ. thì nhưng mà em xử lý xong em lấy gỗ em tám này luôn rồi nó không xuống sâu nha nó xuống chừng nửa lóng tay à ừ. nhưng mà mình làm cho thẩm mỹ á nói chung không ảnh hưởng tới cái cây rồi cây này mình giao lưu giá nhiêu dạ cây này thì em giao lưu giá bốn triệu rưỡi ha bốn triệu rưỡi cho cục này dạ xứng, cũng... xứng, đáng đồng tiền bắt gạo nha cả nhà mắc rẻ thì cả nhà mình uh... À, tự mình nhận xét nhưng mà cái cây thì nó quá đã thương cái này lắm. À, lên cái chậu à, sạch nó đẹp lắm ừ, lên chậu hay đẹp cưng nên, lắm thấy cưng dữ lắm cưng chung cái hàng tự quý cái hàng này nó cũng hơi hiếm cây ừ dạ rồi thì uh, mãi số của clip này thì cũng cảm ơn cô chú mình bỏ thời gian coi uh, cái clip này giờ nghe em ha cô chú mình ưng cái nào cứ liên hệ cái số điện thoại em dán anh thảo dán tiêu đài liên hệ giúp ăn cảm ơn cô chú mình ạ à. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay ha Thì hôm nay bên nhà vườn mình có giao lưu Chúng ta là 16 mã số Và bên nhà vườn mình thì cũng còn rất là nhiều mai nha Cô chú chị mình đang có cái nhu cầu Loại nào thì cứ uh, uh, Alo nhà vườn uh, Trong quá trình mà em quay không có đó Thì nhờ nhà vườn uh, quay giới thiệu một số cây cho chúng ta dù phôi rồi nó còn rất rất nhiều nha Rồi chào tạm biệt cả nhà Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui Cũng như thật nhiều sức khỏe nha